Bây giờ tìm không ra nữa. Bây giờ sao đây? Em có tính sao cho mấy đời sống ở đây là cũng được rồi, ở đây là cái nơi này nó hoang vu nó hẻo lắm như thế này mà mấy cái tấm đen nó đủ này. Đèn đường thì bây giờ nó bắt đầu nó mới sáng lên này. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của nhóm bọn em. Thì ngày hôm nay thì tụi em đang có mặt tại gần quốc lộ và tiếp cận một cái căn nhà hoang. Bề ngoài nhìn vào thì nhìn rất là ma mị. Và ở đây thì khu vực rất là huyền bí mọi người. Thì mong mọi người hãy cùng em theo dõi cái video này để tiếp tục đồng hành với tụi em để xem cái quy trình tụi em khám phá một cái căn nhà hoang này sẽ như thế nào. Và có điều gì xảy ra hay không thì mời mọi người hãy cùng theo chân nhóm tụi em nha. Ok, bây giờ anh em mình đi vào nhá. Đi vô. Hướng nào? Hướng này đi không? Trời ơi, sao bên này sao tự nhiên cái căn nhà này nó trồng nhiều chuỗi vậy đó? Ở đây là toàn là các cái đống đồ đá không mọi người. Toàn là các đống đồ đá không? Xung quanh ở đây thì... trong này có ông Hùng ơi. Đâu? Như có người sống không ơi? Hình như có người ở đây đó không ơi? Có người ở đây hả? Ừ. Cẩn thận nha mấy ông, cẩn thận nha. Hình như có người sống á ông ơi. Tôi thấy có chạy nước kìa. Không biết có ai sống không mà khu vực đây nhìn rất là ghê luôn mọi người ơi. Ghê. Ghê quá ông ơi. Ôi trời. Trả đi ông ơi. Dạ. Ghê quá. Rồi lại sập sệ. Rồi sao cái đi, sao cái máy tôi vào đây quay nó bị đen không trời. Thôi đi ra kìa không. Ghê ông ơi. Còn đỏ đấy rồi. Nhà bị đất nát nó bị. Trời. Ông nhìn chị kia. Trời ơi, cái màn che nó đỏ ghê quá ông ơi. Ủa sao ghê thì có những cái chai nước tụi này nó sống ở đây ghê lắm tối tối có ông nhà vệ sinh nào như đây là cái nhà bếp ông nào có đèn không bật đèn đi thôi không thấy gì luôn thôi đi ra đây mọi người thôi đi ra ngoài luôn ra ngoài đi đi ra đi kiếm đi thật nhau phải không nhá. Đi ông ơi. Trước đây có người sống hay sao á? Người ta trồng trồng cây ở đây này. Đây nước có máy sụp không nhưng mà ở đây có rừng không. Có những căn nhà này được cấp kỹ luôn. Không biết là có cái điều gì huyền bí ở trong đây hay không. Giữa lòng Sài Gòn mà có cái ngôi nhà như ở kiểu vùng quê không nhỉ? Để nhìn từ xa rất là sợ. Hả kì? Ui ôi. Ê, có người sống ở trong đây hả? Thiệt là tùi đấy. Dạ. Như có thiếu nữ sống. Ủa ơi. Sao con gái lại sống ở đây này? Có một con gái không? Có nên vô hỏi chuyện không? Vô. Có cô gái không? Ủa ơi. Ở xung quanh như thế này mà sao lại có một cô gái xuống ở đây là sao vậy? Chào anh nha. Là bọn anh đi khám phá với cái chú nhà hoang ở sau. Tuấn khám phá nhà hoang ở sau. Nãy giờ vô đây không thấy sao bây giờ đi ngang qua đây thấy đã. Nó ở trong đây mà. Trời sao em lại ở đây được hả em? Ở đây tối đây? Nguy hiểm lắm em ơi. Cho em đi khám phá để giúp đỡ những người có hoàn cảnh này thôi. Sao em lại ra đây em ở? Nhà sẽ bị đuổi khỏi phòng trọ. Ừ.
luôn rồi. Trời ơi, em nghĩ sao mà cái nơi đây mà súng như này mà sao? Vô đây ở em. Em còn đem súng mà sao? Chở hết được chỗ ở rồi, em ở đó rồi. Rồi hết chỗ ở rồi được hả? Thế nhà em đâu, nhà em đâu? Nhà em quê em với Kiên Giang rồi. Ờ, Kiên Giang hả? Dạ. Rồi nguyên nhân làm sao mà bị chủ trọ đuổi? Dạ, em ở dưới quê nhưng mà em lên đây em ở với người yêu. À, ở dưới người yêu. Ủa, người yêu em đâu mà sao em để em đây? Thôi đừng nhắc nữa em không biết. Con bé xúc động rồi. Chết rồi. Này, nó nói sao? Nó kêu không nhắc với thằng đó nữa, cái thằng sợ khanh á. À, ý là nó có người yêu hả? À, mà vậy là nó làm gì em? Em có thể kể cho anh biết được không? Có thì bọn anh giúp đỡ được thì anh giúp cho. Chứ bây giờ em đừng, không... Đừng khóc em ơi, có gì đâu, tụi anh sẽ giúp. Tụi anh là chuyên đi đi giúp người thôi, không sao hết á. Những người mà có hoàn cảnh mà... Những cái nơi mà nhà hoang như thế này là hoang vu mà sống như thế này, đặc biệt là phụ nữ nữa, mình sống ở đây đó, nó rất nguy hiểm lắm em ạ. Nó khóc mọi người ơi. Từ từ, con bé xúc động. Chắc thằng người yêu này nó làm gì con bé rồi. Chết rồi. Em có thể nói cho anh, còn anh biết được không? Xung quanh như thế này mà con bé nó lại ra đây nó thấy không? Đi nó cũng khó nè mọi người. Ngồi xuống không? Này đêm xuống gặp mấy kẻ nghiện ngập nó vô đây nó hại em sao? Tôn nó mục. Rồi người sao nó kiếm được cái số vào đây, nó ngồi ở đây mà giống như kiểu người rừng luôn mọi người ơi. Mà trong khu này là bây giờ là chập chiều tối rồi. Trời ơi, mấy cái bụi lùm này nguy hiểm đó ông ơi. Không cho con bé ở đây đâu. Mà sao nó có thể vô đây được, biết bao nhiêu chỗ không vô, đúng không? Em bình tĩnh, em có thể chia sẻ câu chuyện mà tại sao em tới đây em ở được không? Để tụi anh biết, tụi anh sẽ giúp đỡ cho em. Hả? Hả? Em đang... Có bầu không ơi? À, cái gì là bé nó nói sao? Nó bị người yêu bỏ. Em nói lại thử xem. Dạ. Em ở với người yêu nhưng mà người yêu biết tin em có bầu thì nó đuổi em ra khỏi phòng. Trời ơi, nghe tin em có bầu cái là đuổi em ra khỏi phòng luôn. Dạ. Trời ơi. Sao cái thằng nào nó dạ man dữ vậy? Em cho anh hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 16 tuổi ạ. 16 hả? À trời, vậy là thằng này. Này mà em đi tố giác nó là mọc gông. Trời ơi, 16 tuổi luôn á. 16 tuổi có bầu mà bị bạn trai đá ra khỏi phòng trọ luôn mọi người ơi. Bây giờ không có chỗ ở, phải ở một cái nơi hoang vu như thế này này. Em tên gì? Dạ em tên Thanh ạ. Em tên Thanh á. Em Thanh á. Ôi. Tên Thanh 16 tuổi. Rồi nó đuổi em ra khỏi nhà lâu chưa? Dạ mới tối hôm qua. Trời, mới tối hôm qua luôn. Trời, mới đổi tối hôm qua mà sao, ý là em đi đâu không kiếm chỗ ở, nhờ bè mà sao lại em lại thấy ra đây em ở là sao? Không bạn bè hả? Vậy là hồi xưa em lên trên thành phố này là bạn trai em dựng lên luôn hay sao? Trời, đi theo người yêu. Mà bây giờ nó chơi có bầu xong rồi nó bỏ em ra đây. Nhưng mà bầu mấy tháng rồi? Bầu mấy tháng? Ôi trời. Bầu 2 tháng rồi. 3 tháng không? Em nên đuổi em hôm qua đến giờ á? Từ qua giờ em ra đây em đã ăn uống gì chưa? Trời ơi. Trời. Chưa ăn chưa uống mà bây giờ một cô bé kiếm được 16 tuổi. Mọi người thấy. Trời ơi. Uống nhom nhát này. Thấy tồi ghê không? Người bây giờ thằng người yêu nó hứa hẹn. Nó hứa hẹn là lên Sài Gòn sống với nó. Rồi mẹ nó chơi đến nỗi có bầu 3 tháng rồi, bây giờ là nó không chấp nhận, nó đuổi con bé ra ngoài. Nó đuổi con bé ra ngoài. Rồi em cho anh hỏi là người nhà em đã biết chưa? Biết gì chưa? Trời ơi, không dám về quê, bây giờ ba, sợ. Ba mẹ em ở dưới quê hay là sao? Ba em mất rồi ạ. Ôi trời. Mẹ em đâu? Mẹ em đi lấy chồng khác rồi. Trời ơi, sao hoàn cảnh nó đáng thương dữ vậy? Ủa vậy mẹ em đi lấy chồng khác thì cái nhà đấy là sao? Em ở dưới ngoại đi. À, tức là em ở dưới bà ngoại, ông bà ngoại nuôi hả? Hay. Trời ơi, khổ dễ sợ chứ. Bây giờ em không dám về với ngoại, đang sợ ngoại buồn. Ngoại em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ngoại em 70 rồi. Ngoại 70. Thế từ cái ngày mà ấy thì mẹ em có về thăm hỏi gì không? Dạ không, mẹ em lấy chồng ở xa đó. Mà cũng mẹ, không về thăm hỏi luôn? Mẹ nó lấy chồng rồi. Trời. Mẹ lấy chồng khác, còn ba thì không may là bị gì đó mất sớm. Cũng là một cái chuyện rất là buồn.
Nhưng mà sau là sao mới có 16 tuổi mà mới 16 tuổi mà sao tụi em lại sống chung với nhau sớm vậy? Dạ em ở với ngoại cho nên cũng không được đi học. À. Ở với ngoại không được đi học cho nên là bị bạn trai lừa lên thành phố mọi người. Xong rồi bạn trai hứa hẹn là lên thành phố sống rồi kiếm việc làm cho hai đứa. Nhưng mà ở chung với nhau trai với gái ở chung lâu ngày thì cũng bén. Thì cuối cùng là có bầu. Sao thằng ấy nó... Bây giờ có bầu rồi thì lại bị bạn trai á đuổi ra khỏi trò, không cho ở nữa. Và cô bé bây giờ lang bạc ở một cái nơi mà cái căn nhà hoang như thế này. Mọi người thấy không? Đèn đường thì bây giờ cũng tắt. Rồi sao em không đi tìm cái địa chỉ nhà nó, báo cho ba mẹ nó biết? Dọc cũng không biết luôn. Không phải quê với em thì chỉ em cũng biết là quê ở đâu. Vậy là quen nhau trên mạng ấy ông ơi. Thì là bọn em quen nhau trên mạng. Quen nhau trên mạng. Dạ. Cái gì? Đổi rõ trên mạng thằng quen nhau trên mạng mà lên mà không biết nhà bạn trai ở đâu nữa chứ. Em định là lên trên này kiếm tiền phụ ngoại nhưng mà không cơ này. Mới 16 tuổi mà sao lại lên. Có thấy nó dụ dỗ em lên trên này hả? Dạ, anh dắt em, anh chiều qua em gặp em xong rồi hứa hẹn với ngoại em nhiều lắm. Xong rồi dắt em lên trên này luôn. Dạ, kêu là hai đứa lên đây để kiếm tiền về phụ ngoại mà. Rốt cuộc là anh biết em có bầu là đuổi em đi luôn. Trời ơi, biết có bầu cái là đuổi đi luôn. Dạ. Rồi cái thằng ấy tính nết nó kỳ vậy. Rồi trong cái thời gian em chung sống với nó có cái tính nết của nó ra sao? Anh chửi em suốt ngày. Trời ơi, suốt ngày chửi luôn. Có bao giờ em bị nó đánh đập gì không? Dạ có. Trời ơi, vừa rồi là có một cái vụ là cũng cái con bé thì 100kg không nhỉ? À, con bé 100kg ở trên bé đen trên Bình Chánh á, phải không? À, 100kg mà chơi không biết đứa bố là ai luôn. Rồi, bây giờ con bé này thì biết bố rồi nhưng bố bỏ chạy, bây giờ không biết bố quê ở đâu. Anh trả trọ rồi, em không biết rồi. Không trả trọ luôn rồi hả? Phải đó. Rồi số điện thoại sao em? Dạ, anh chặn em luôn. Chặn luôn bởi mày. Thằng ấy nó nhiều tuổi không? Dạ, anh 23 tuổi. Thằng nó 23 tuổi. Thằng này vậy 23 tuổi đang còn trẻ lắm không ạ? Đúng rồi thằng này. Đúng rồi, 23 tuổi nó còn trẻ, nó chưa chín chắn. Xong rồi gặp con bé này 16 tuổi nữa thì nó lừa. Trời ơi, mới vừa có cái vụ con bé đen kia 100 tuổi cũng bị chơi cho dính bầu. Mà cái gì cha không. Mẹ nó cũng bị mất. Đúng rồi, mà không biết cha đứa bé là ai. À, không biết cha đứa bé là, còn con bé này chắc tầm 35kg chứ mấy. 35, 40kg gì đó. Người còn nhon còn nhắt thế này. Cũng ghê trời. Mà giờ là đang có bầu nữa. Bây giờ chắc kiếm chỗ ở cho em thôi chứ ở đây sao được. Tối đêm về lặn lẽo muỗi đốt. Đúng rồi, bây rắn giờ rết nữa. Bây giờ như vậy là không có được rồi. Không mà được mình thấy ở đây mà sống căn nhà hoang như này mọi người thấy không? Xung quanh là còn những cây dương xì, mà cây dương xì nó mọc nơi hoang vu mới mọc thôi. Mà đến nồi cái nhà mà người ta bỏ hoang như thế này mà em ở đây nó đuổi như thế này mà dính bầu một thân một mình con gái thì bao nhiêu thành phần tối nó vào đây thì sao em không sợ hả? Sao đi kiếm cái chỗ nào em ở tạm đi chứ, rồi còn ăn uống nữa. Đúng rồi, mang bầu phải ăn uống đầy đủ ông chứ. Ông đi mua cho nó bé ổn mì đi chứ, bầu bì thế này mà không ăn không thì... một hồi mình hỏi coi bé ở chỗ như thế nào, chắc mình phải dắt bé đi. Ừ. Kiếm chỗ chứ không để này được. Đúng rồi, ở đây thì không có được rồi. Ở đây mà tôi thấy hồi nãy cái đường đi vô đã khó rồi. Thấy không? Mọi người thấy không? À. Hồi nãy đường đi vô rồi. Đây đấy. Cẩn thận nha mấy ông. Đây là những cái tôn mà đi đường đâu nó bị ấy. Đây 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 đây. Úi giời ơi, đèn lên đèn rồi mọi người. Giữa mà nhìn trước đường giống như cái đường mà của bên đi làm cổ á. Tòa đấu trường Roma ấy không? Trời ơi, giữa lòng Sài Gòn mà có một cái nơi như thế này. Ghê thiệt luôn đó mọi người ơi. Bây giờ là thôi, chắc dắt em nó đi thôi. Không thể để ở đây được. Thì để ở đây là... Bây giờ á. Bây giờ á mọi người ơi. Không chắc là cái con bé. Đó, mọi người thấy
đẹp không? Rồi tôi đến này nè. Mà cái thằng tồi đó bây giờ là anh em gặp là tỉnh cho nó thật ngay. Bây giờ bé nó không biết địa chỉ chứ sao? Này hằng ngày chơi gái dưới 16 tuổi nha. Dụ dỗ. Là phải bốc lịch 20 năm đó. Vì sao vậy? Mười gái có 16 tuổi mà nó là 23 tuổi là nó trên rất nhiều rồi đó. Em còn bé này mới 16 tuổi thôi mà nó lại mà nó lại dám chơi xong giờ có bầu nó bỏ chạy đấy mọi người. Mà nó nói là thằng nó bỏ chạy rồi chứ bây giờ nó vẫn ở trọ là biết tay với anh em mình. Nãy em bé bảo nó đi luôn rồi. À nó đi luôn rồi. Nó trả trò nó đi luôn rồi hả em? Trời ơi, trả trò đi luôn rồi mọi người ơi. Vậy rồi sao? Bây giờ nó bảo là biết địa chỉ nhà thằng đấy nào luôn. Em biết thằng đó quê ở đâu không? Quê ở ngoài Hà Nội. Quê ở ngoài Hà Nội. Ngoài Bắc à? Ờ, ngoài Bắc. Mà cũng chả tin được, thằng này như khi bốc phét vậy cho nó khỏi tìm được tới nhà chứ. Thằng này là chắc là... Bé bảo số điện thoại nó quá luôn hả? Thằng này chắc thuộc cái dạng là mẹ chăn dắt gái, chơi xong rồi bỏ. Rồi nó lừa cả con gái dưới 16 tuổi nữa. Con này là lợi dụng ở chung vài tháng, 3 tháng. Thằng này chắc nó già rồi, nó già đầu rồi. Em không có hình ảnh hình đồ gì hả? Dạ, không biết tấm hình chụp chung. Giờ có hình cũng không có kiếm được. Có hình kiếm được. Vậy là lúc đi là nó lấy hết tài sản em nó đi luôn. Dạ, tại vì em không có bằng cấp lên đây xin gì cũng khó. Cái tưởng đánh để hay quê bé ở dưới quê mới tưởng tượng đấy, bé này đâu biết gì đâu. Đúng rồi. Thì học từ sớm nữa. Rồi mà mới 16 tuổi cũng chưa có hiểu cái cuộc sống đồ là gì đâu. Bây giờ dắt lên trên trò, dắt con người ta lên trên trò sống rồi hứa hẹn công việc này kia rồi cuối cùng giờ chơi con người ta có bầu mà giờ mới 16 tuổi thôi. Đó, cảnh tỉnh á. Mà bây giờ không có biết nó ở đâu rồi, bây giờ con bé chia sẻ nó kêu là giờ thằng kia nó chạy rồi. Biết quê ở Hà Nội thôi còn không biết là ở đâu hết. Giờ em tính sao về cái bầu này? Bây giờ em tính sao? Thì em tính sao, em đẻ ra thì em không có nuôi được. Đẻ ra thì không nuôi được. Bữa giờ em xuống đây thì em đã xin được công việc gì ổn định chưa? Dạ em sẽ thất nghiệp. Không có bằng cấp đi đâu người ta cũng không nhận. 16 tuổi mà ai dám nhận đâu. Vậy cái thằng đấy nó dẫn em lên nó ở chung với em thì nó bình thường nó làm nghề gì? Dạ anh là công nhân. Làm công nhân. Công nhân. Bây giờ chơi con người ta có bầu rồi, bây giờ đủ rồi. Bây giờ không biết là nó là ai. Em có về dưới cái chỗ em kiếm nó rồi hả? Dạ em có nhầm là em kiếm trả chỗ em đi rồi. Sao em không hỏi mấy cái người lòng ở chỗ sắt phòng trọ ấy qua không biết nó đi đâu không? Dạ người ta chỉ kêu là anh trả chỗ anh đi rồi, anh không có ở đó. Trả chỗ đi rồi. Rồi làm sao ấy, em phải tìm được cái bạn bè nó hay anh em họ hàng gì để nó hay hàng xóm mà biết nó ở đâu ấy, kiếm được nó. Bây giờ có khi nó chuồn về quê luôn rồi, nó trước khi nó có bầu mà em có báo đó là nó có nói nó có dự định về quê hay gì không? Anh nói là anh sẽ cưới em. Anh nói sẽ cưới em. Được không? Thằng này mà bây giờ bé làm đơn tố cáo là công an bắt công cổ nó luôn nó. Rồi nhưng mà bây giờ không biết nó là ai đó gì. Nó mới 16 tuổi à. Bây giờ con bé nó nói là nó không biết là cái thằng đó là ở đâu ra. Vừa rồi ở bên Bình Tân có vụ con bé đen trên 100 kg đấy. Cũng bị chơi có bầu xong rồi bây giờ cũng không biết bố là ai.
Không, bên kia là không biết bố là ai, còn ở đây là biết bố là ai rồi, nhưng mà bây giờ nó trốn rồi. Nó trốn rồi, bây giờ cũng có biết bố là ai nữa. Thì đúng rồi, bây giờ tìm không ra nữa. Bây giờ sao đây? Em có tính sao chứ, thấy là sống ở đây là cũng được rồi, ở đây là cái nơi này nó hoang vu, nó hẻo lắm như thế này, mà mấy băng đen băng đồ này. Đèn đường thì bây giờ bắt đầu nó mới sáng lên này. Xung quanh thì chẳng có gì, ở đây nó không có mái, có móc gì, nó có mưa, có được cái mái, nó lừa đúng cái mái này. Cái nó mưa sao? Khu này là tệ nạn không đâu ông ơi. Ở đây là chắc ở trong kia nó có cái phòng đó, cái phòng nó có mái tôn đó. À. Và là ban hàng đêm là tụi nó hay tới đó, nó chơi á. Bây giờ nếu mà hôm nay mà con bé gặp đúng con bé này mà nó đang ngáo ngáo rồi thôi. Rồi ban đêm chơi đây là đêm đây là toàn bọn dân miền, bọn HIV nó vào đây nó chích không mà. Trời. Chứ bây giờ mưa thì chắc nó chỉ vô cái phòng này ngủ chứ. À, mưa thì vào phòng nó rồi. Mà nó thấy thiếu nữ trong này là nó phải trời nó trò nó bắt nạt đó. Rồi nó thấy thiếu nữ nó thôi đúng thì rồi. Từ tối hôm qua đến giờ em ra đây em ở thì em có thấy cái đám thanh niên nào vào đây không? Có thấy một ai vào đây không? Dạ em chưa thấy. Em chưa thấy á? Dạ. Chắc chưa đúng cái lúc đúng lên cơn của lúc còn đó nó chơi nó vào cái nó có. Con bé mới đi hôm qua nữa, bây giờ mới chiều này nó vô đây chứ mấy. Tôi chắc là phải đưa bé đi, ở đây nguy hiểm lắm bé. Em đừng có ở đây. Anh nói thật đấy. Có gì để bọn anh tạo điều kiện bọn nó giúp đỡ. Bọn anh đưa cho em một ít kinh phí. Rồi em ra chỗ tạm thời là bây giờ ra cái khách sạn nào ở tạm đi. Rồi bọn anh sẽ tìm lại cho cái kia. Có gì ngày mai bọn anh đi xuống, bọn anh đến bọn anh chở đi rồi đưa ra kiếm cái phòng trọ nào cho em ở chứ. Đàng hoàng rồi kiếm việc làm. Mà bây giờ nó kêu là bây giờ nó chưa đủ tuổi nó mới khó, bây giờ chưa đủ tuổi chỉ có đi làm phục vụ thôi. Bây giờ mới 16 tuổi. 16 tuổi thì cũng có hồ sơ giấy tờ gì nữa, giờ nó chỉ có đi làm phục vụ người ta thôi. À ông có bà chị mà làm cũng phở đó. Thì có gì cho nó về nó phụ bưng bê rồi cũng được. Em có bưng bê được không? Được đó, nó làm được mà. Để về hỏi bên đấy nhân viên nhiều lắm. Giờ đêm hôm như thế này mà thấy xung quanh là toàn là âm tùm cây cối như thế này mà mình sao lại vào đây mà. Tôi vô đây tôi thấy sợ đấy, ông làm người sao bé nó vô đây nó dám làm gì. Nữa mà mua nhiều, không kia mua nhiều.
còn đây có cái bài đúng rác này, biết là như là trước đây là có thể là có căn nhà hay sao, cẩn thận nha mày không. Khung này là không biết ở dưới có những cái gì nha. Nhiều khi là tổ rắn gì thì từ từ thôi, ở đây nhiều khi em ở dưới cái bà ngoại ở dưới đấy có đất vườn gì không hay là bà đi làm gì? Mà em khổ lắm mà thương, mà em mới bán vé số thôi em. Bà ngoại bán vé số á? Dạ. Ngoài đi bán vé số để nuôi nó. Thế hiện tại bây giờ lúc mà em đi lên trên này thì ở dưới đấy bà ngoại còn ở với ai không? Dạ không. Má em lấy chồng khác rồi, đâu có ở với ngoại đâu. Trời ơi, má lấy chồng khác rồi. Thế ba má đi lấy chồng mà cũng không gửi ít kinh phí về cho hai bà cháu hả? Rồi má nó bỏ đi luôn rồi, có người theo chồng khác rồi. Ở dưới quê có đất vườn gì không? Dạ có ở ngay căn nhà. À, trời ơi, nghĩ sao giờ mà giờ lên đây mà sống. Em tính ở đây đến tối, nếu mà tụi anh không tới là em ở đến tối luôn hả? Em cũng biết đi đâu nữa. Nó ở đường này, nãy hỏi nó bảo nó ở tối hôm qua đến giờ đó. Trời ơi, ấy là lớp à, tối qua bị đuổi đi là nó đi luôn. Đuổi nó đi, nó đuổi đi. Bây giờ trong người em nó không có tiền hay không có một cái gì hết luôn hả em hả? Dạ. Trời ơi, bây giờ trong người không có tiền. Bị nó đá ra khỏi phòng, vác cái ba lô đi ăn xin ngoài đường nè. Vợ thì bầu. Đấy, mà bây giờ 16 tuổi mà mang bầu nha, 16 tuổi. Cái thằng này. 16 tuổi, mang bầu. Rồi bạn trai đã ra khỏi nhà. Mang bây giờ phải ở một căn nhà hoang như thế này, xung quanh này ở trên là không có gì, nếu mà tối nay mà mưa thì sao? Có một cái mái che bên đó thôi. Nếu tối nay mưa thì sao anh? Cái gì đấy? Nếu mưa em qua bên kia mở. Mưa lên qua bên nhà kia hả? Không được rồi. Vậy là tối hôm qua em ngủ trong cái phòng đấy hả? Dạ. Trời ơi, hèn gì. Mà nãy mũi cắn quá em mới qua đây em ngủ. Mùi cắn nó ra đây đúng không? Trời ơi, này giờ tụi anh ngồi đây là tụi anh thấy mùi cắn có trời luôn. Trời ơi. Mũi gì không? Khu ẩm thấp. Ở trong này mũi như ong á, tối qua em ngủ đây em chích hơi lắm nhiều. Thế là ở trong anh mũi á, xong rồi đi ra đây ngồi à? Đêm hôm này mà em ngồi đây em sợ á. Em sợ bây giờ không có chỗ để đi nữa, cho nên là bây giờ nó ra đây nó ngồi luôn đó mọi người ơi. Rất là thương hoàn cảnh của bé luôn, mới 16 tuổi thôi mà bị bàn tay đá ra khỏi đây rồi. Không biết cái thằng nào nó tàn nhẫn như vậy. Anh theo anh nghĩ là chắc thằng này nó chỉ lợi dụng em thôi, chứ một khi nó xác định mà em mà có bầu này, thằng nào mà thương em thật ấy thì nó sẽ chăm lo cho em, thì nó sẽ cưới em đàng hoàng ấy, chứ không có cái kiểu mà vừa phát hiện ra em dính bầu một phát thế này là nó bỏ đi đâu. Bây giờ bỏ thì nó bỏ đi nó trốn rồi. Chắc ăn là trốn rồi. Chơi xong được lầm con người ta xong cái là trốn rồi. Hay là đưa em nó về quê được không? Bây giờ quê mình không biết quê đâu, mà bây giờ này em bé nó không dám về. Em có bây giờ em về quê nhá. Em về quê thì không biết. Mà về quê không có tiền. Không có tiền cho bà. Đã thế còn cũng mang bầu nữa chứ thôi. Cái gì mang bầu nữa chết chứ. Ở dưới quê bà em còn mắc nợ người ta. Ờ, trời ơi, dưới quê bà còn mắc nợ nữa mọi người ơi. Hoàn cảnh hết chứ. Cảnh mới lên đây để... Chứ bây giờ... Không thì em cũng phải về thôi à. Chứ một em một thân một mình rồi em này. Thêm một cái đứa bé ở dưới này mà tiền trọ thì bao nhiêu thứ tiền đấy em. Điện nước, em không có một nguồn thu nào làm sao em nuôi nổi nó được. Không số ở đây được đâu. Bây giờ bản thân em còn không nuôi được em đó. Bây giờ thì nghe bọn anh đi trước mắt, nghe bọn anh đi theo bọn anh dẫn ra ngoài này này đi kia, anh đi kiếm cho cái chỗ ngủ tạm đi. Không đi em ba đứa là sát giùm cho bé đi, tôi cầm cái đèn cho thiền à. Sát giùm cái ba lô cho bé đi, giờ nó đang đói bụng nữa em ơi. Em đi ra ngoài với tụi em nhá. Đi đi cẩn thận em ơi, đi cẩn thận. Đi cẩn thận, ép vào đi cẩn thận. Không xoay tí rồi. Đi ra ngoài đi từ từ thôi. Con bé mới 16 tuổi thôi. Anh dẫn nó đi ăn đi ông ơi. Dẫn bé nó đi ăn, đi từ từ thôi em, đi từ từ thôi.
đó để xoay đèn nó đi. Một cái một mình thì sao con gái mình lại vô đây được. Trời ơi, mình sao vậy? Mới 16 tuổi thôi. Anh có tin nhiều lắm. Anh có tin nhiều lắm. Đi từ từ thôi. Đi vào đây mà như thế này mà con gái một lên một mình mà đi. Ông sao sao đẹp. Mình mà nó dám vô đây được. Đừng 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 đừng. Anh xin phép dừng ghế, phải xuống để đưa ra xe không? Xin kính chào bà con nhé. Em sẽ đưa bé tới ăn uống để tìm chợ. Đi kiếm cho bé.